Kính thưa ông, cố vấn hội đồng trị sự trung ương, đây cũng một đề tài của ban tổ chức. Dù gặp cơn gió thổi mưa tuôn, bãi đồi thành lại nên tuồn, giảng dân hưởng được nước nguồn ma ha. Kính xin mong cho biết từ ba câu giảng này, ý đức thầy muốn nói điều chi và ở đâu gọi là bãi và thành như thế nào? Thưa quý vị, bây giờ trở lại cái bài mà bài nào quý vị? Có phải là bài thu đã cuối của đức thầy quý vị? Nhưng mà hỏi kéo ngoe, tức là hỏi đứt đoạn từ khúc vậy đó. Chứ không là dù gặp cơn gió thổi mưa tuôn, bãi đồi thành lại nên tuồn, giảng dân hưởng được nước mà nguồn mang ha. Hỏi ba câu, từ bốn câu hỏi ba, hồi chưa câu đầu không hỏi. Thôi bây giờ cho chúng tôi xuất xứ nha quý vị. Cái bài này thầy viết tại đâu và hồi nào? Có rõ là thầy viết tại nhà thương Chợ Quán không quý vị? Vào ngày 30 tháng 9 năm 1940 phải không? Tại nhà thương Chợ Quán. Thì thôi ngay đồng đạo ra bốn câu hỏi ba, chứ không mà dù gặp cơ gió thổi mưa tuôn à. Bây giờ cho chúng tôi đọc lại, đọc ngược lại. Thầy dạy như thế này nè: thân làm đạo ba diền năm mối, đụng đến câu dầu gặp cơn gió thổi mưa tuôn, bại rồi thành lại nên tuồn, giảng dân hưởng được nước nguồn ma ha. Chứ thì thầy dạy mình hành cái đạo ba diền năm mối, tức là tam can ngũ thường nè, là cái đạo thánh nè, mà dầu gặp cơn gió thổi mưa tuôn, tức là gặp hoạn nạn lao khổ đến đâu chúng ta cũng ráng nha. Dầu gặp cơn gió thổi mưa tuôn, gió thổi như mưa tuôn là chỉ cho nạn tai nó tới tấp à, nó tới tấp rồi, hết ngọn gió này tới ngọn gió khác, hết trận mưa này tới trận mưa kia, nghĩa là trong đạo chúng ta nhiều lần bị pháp nạn thăng trầm. Mà thầy dặn nha, dầu gặp cơn gió thổi mưa tuôn mà thầy báo trước là bại rồi thành lại nên tuồn, có bại nó có thành. Muốn lập đạo có câu thành bại, sự chung chuyên có cách truyền mới. Thầy dẫn trước vậy mà, muốn lập đạo là có thành có bại. Mà bây giờ xin nói rõ bại sao mà thành sao đây nè, nói cho nó rõ đại để chứ thật sự là chưa chân xác được, mà ở đây chỉ tương đối mà thôi nha. Bại đó là năm 1955 đó, là khi Ngô Đình Diệm đi nhất chánh đờ tâm đạo Phật giáo Hòa Hảo bại hoàn toàn, đại bại à, bại không còn manh giáp đâu quý vị. Mấy ông cường chiến sĩ ngồi sau là đi trên, bại không còn minh giác, không dám ngó mặt nhau nữa, đi gần gần ngó xuống không dám nói mình hòa hảo nữa, không biết ông nào hòa hảo và ông nào là phòng ai phòng ba, không dám ngó nhau, tội bị bắt, thấy không? Tặng ở đại bại à, từ 55 tới 63, 9 năm trời đó đó nha, nhờ cách mạng thành công vào ngày 1 tháng 11 rồi chúng ta mới dám ngóc đầu lên được và thành lại, từ năm 63 đó. Rồi tới 64, tới 64 chúng ta mới thành lập các cơ cấu giáo sự đến 65 của tư cách pháp nhân. Chừng đó nó thành công được, cái thành công ở trong các cái cơ cấu từ ấp nè, xã nè, quận nè, tỉnh nè, trung ương thành lập toàn quốc. Tới bây giờ, quý vị thấy không? Thành lại rồi. Vậy thì bại là năm 1955 cho tới 63, thành là từ 64 cho đến năm nay là 73. Vậy thì đây là mới có mở màn nha, chưa? Còn cái bại là mình bại đó, thành là ngày thầy trở về nó còn nữa nha, còn cái ý đó độc đáo đó. Bại là bây giờ mình thua hoài, trận nào cũng thua. Quý vị nhớ ta mình đánh trận nào thua cho tính là dựng cờ trắng đầu hàng không ha. Ai nghĩ coi bạn của tôi có nhiều ông cương quyết là tôi bỏ thuốc đi. Nổi có thua thuốc điếu rồi cũng thấy mệt rồi. Nói tôi bỏ thuốc ông à. Bỏ sữa tôi gặp tôi hút lại. Mà mỗi lần á, một ngày hút một gói đó, bỏ đi rồi mà hút trở lại hút ngày hai gói. Lần vậy đó, có lần nào vậy mà cái là thua to, không? Chứ đừng có nói chi còn rượu không. Hồi đó uống với tôi rồi, lúc mà tôi còn làm đại đội tiểu đoàn rồi đó, tôi uống thôi mê mất rồi, chứ chừng về tu rồi tôi hứa bỏ. Nhưng mà mỗi lần vì thầy có dặn nè, chừng nào thầy lại giá trung thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che. Chứ bây giờ mình cứ bại hoài quý vị, cứ đánh thua lục dục thất tình qua, mình thua lục dục thất tình là mình thua mình đây nè. Mắt ưa xem sắc đẹp không, tai ưa nghe tiếng hay, mũi ưa hửi hương thơm, lưỡi ưa đồ ngon béo, tâm ưa sự sung sướng, ý ưa chứ thuận cao. Ai nghĩ coi mình thua con mắt mình là mình cứ chút tiền ra đi mua tivi, nghĩ coi tivi một cái cả trăm ngàn. Rồi mua đem về thầy thì thầy dạy, đừng coi hát bộ cải lương để so coi hát của Dương Minh Hoàng, hay là cải lương tuồng ấy cũ mềm, tốn tiền buồn ngủ lên thèm đồ ăn, nhảy luôn nhảy tới lăn xăng là điều mà má thân nhân thêm xăng cho đời. Mà bây giờ mình đem cải lương về nhà cho mình và con vợ mình xem, cái điều đó phải mình bại không? Thua! Mình thua con mắt mình, bởi vì mắt ô xem sắc đẹp thì ở trong nó diễn tuồng hay quá, nào là văn hường nghe không, rồi mới là thành được cái bạch lan, rồi mấy con nó làm tuồng đẹp nha,
rồi con mình đó, bà có tiền để chi đó mua nha. Rồi mình thấy tội nghiệp con mình, nó ham quá, hay vợ mình ham quá, mua về cho nó coi, ai nghĩ coi nó coi rồi trong bụng nó tính, tôi đó tôi có tính tôi biết, mà tới bây giờ còn tính nha. Thấy nó làm tuồng đẹp quá, hồi đó tôi coi chị nào cô nào mà làm thằng lên quê đẹp á, tôi nói tôi là tôi cưới được cô đó đi nha. Tôi để tôi tủ tôi xem, tôi không có để đâu, tôi đóng tủ tôi để tôi xem. Thì bây giờ con cháu mình nó cũng dễ chứ gì, nghe không? Nó gặp cô Bạch Tuyết rồi ra làm tuồng hay quá, tôi mà được người vợ vậy là thỏa nguyện rồi. Còn mấy em gái nhỏ nhỏ đó nha, nó gặp mình văn thường làm tuồng cái tôi mình có ông chồng như vậy, nó ướt từ bụng nó, nguy lưng nguy dơ. Nó là nó ướt từ bụng nó mình không có hay, nó nguy cho mình lắm. Cho nên là vì thế mà chúng ta thấy rằng là thua, phải bại hoài, bại rồi thành đã nến tuồng. Nhưng mà thành là hôm nay nhờ Đức Thầy hoàn truyền cái chân đạo đây đó, chúng ta mới thành công được, bằng không đó nha, là nguy hiểm của chúng ta lắm. Vậy thì bây giờ nói bại và thành này không có hết được. Chúng ta ráng kiên trì mà tu, để cái ngày Thầy về đó, Thầy thành lập cả thế giới mà. Bằng chứng Thầy cho biết nè, chờ con đầy đủ nghĩa nhân, ra tay tế độ dắt lành về ngôi, rồi có ngày mở rộng quy khôi, non thành gian chuyển khùng ngồi thử phân. Ghê gớm đó mà, Thầy ngồi thầy phân thử trên đó đó. Thế giới năm châu được tưởng về, khắp các nơi chư quốc chương thành, trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp, tìm đó mới thành công đó quý vị ơi. Bại rồi thành lợi nên tuồng, dạng dân hưởng được nước mùa ma ha. Nó có hỏi đầu thôi cho chúng tôi tạm dừng ở đây, vì hết giờ rồi. Xin hỏi chú ngôn có phải hết giờ rồi không?